Hôm nay cô sẽ hướng dẫn thực hành mạch chỉnh lưu ti 3 pha có điều khiển với 3 thyristor. Vậy mạch của chúng ta sẽ gồm có 3 thyristor T1, T2, T3. Để mạch chạy được thì chúng ta cần phải lắp 3 mạch điều khiển cho 3 thyristor này ở điện 3 pha. Thì điện 3 pha sẽ lệch pha 120 độ và mắt hình sao với tải là tải bóng đèn. Sau đây cô xin giới thiệu thiết bị để thực hành mạch chỉnh lưu ti 3 pha có điều khiển. Một là chúng ta cần có bộ nguồn gắn được điện 3 pha từ nguồn ở bàn nguồn lên, chúng ta mắc vào L1, L2, L3 và N. Tiếp theo chúng ta có bộ thực hành SCR, Rectifier Experiment. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng 3 bộ mắt cho điều khiển chân rê của SCR. Và 3 con SCR hôm nay cô chọn là CR2, CR4 và CR6. Đồng thời để đo đạt thông số dòng điện, điện áp và dạng sóng của mạch thì chúng ta có đồng hồ số và oscilloscope, máy hiện sóng. Bây giờ cô sẽ thực hiện sơ đồ. Đầu tiên chúng ta sẽ mắc 9V AC của pha thứ nhất vào anode của SCR số 2. Tiếp theo 9V của pha thứ hai sẽ mắc vào anode của SCR4, tức là SCR thứ hai. 9V AC của pha thứ ba chúng ta mắc vào anode của SCR6, là SCR thứ ba. Vậy cô đã thực hiện xong 3 cái sợi dây đây. Tiếp theo chúng ta thấy là cathode của các SCR thì đấu chung. Bây giờ cô mắc cathode của SCR đấu chung. Cathode của SCR2 nối với cathode của SCR6 và nối với cathode của SCR4. Sau cathode đấu vào một đầu của tải, và đầu sau của tải là đấu về điểm chung là điểm 0V của nguồn. Ở đây cô đấu nguồn 0V chung để đấu sao. Sau khi thực hiện xong thì bây giờ cô chỉ cần đấu phần điều khiển cho các con SCR điều khiển. Thì muốn đấu điều khiển thì cô phải cấp điện 9V vào cho 3 bộ điều khiển. Cô đã thực hiện xong phần cấp điện 9V, bây giờ cấp tiếp là 0V. Ở đây cô phân biệt màu để chúng ta dễ thực hiện. Cấp điện là cô sẽ cấp màu đen và màu đỏ. Chúng ta có thể đấu lên trên bảng này, hoặc là đấu về nguồn cũng được.
Bây giờ thao tác cuối cùng cho cái mạch để hoàn thiện là cô cần phải cách chân dương, cái phần có dấu chấm của điều khiển các pha vào chân rê của SCR và chân phía dưới là cấp vào cathode của SCR. Cấp cho SCR thứ nhất. SCR thứ nhất đã được cấp xong. Cô cấp tiếp điều khiển cho SCR thứ hai. Cấp vào chân rê. Vì mạch có rất nhiều dây cho nên khi thực hiện chúng ta cố gắng để cho nó gọn dây thì chúng ta sửa mạch hay có sự cố chúng ta sửa nó dễ. Đây. Bây giờ cô đã hoàn thành xong mạch chỉnh lưu ti 3 pha có điều khiển với 3 SCR. Bây giờ bật nguồn và đèn sẽ sáng. Để biết được mạch này chúng ta thực hiện đúng hay sai, chúng ta so sánh với dạng sóng đã học ở phần lý thuyết thì cô thực hiện đấu hai đầu của tải với lại máy hiện sóng. Vậy đầu phía trên là dương, cô cắt vào máy hiện sóng như thế này. Tiếp theo đầu âm, cô sẽ cắt mát cho máy hiện sóng như thế này. Để hiển thị trên máy hiện sóng là dạng sóng đúng của chỉnh lưu ti 3 pha có điều khiển. Bây giờ cô sẽ điều khiển từng pha và thấy có đáp ứng ở trên màn hình của máy hiện sóng. Tiếp theo cô bấm stop, ngừng và gỡ hai sợi dây của máy hiện sóng ra. Trên máy hiện sóng vẫn hiển thị kết quả. Và tiếp theo là cô thực hiện thao tác đo dòng áp với đồng hồ số. Cô sử dụng đồng hồ số thì cô đầu tiên cô để ở thang đo. Ở đây điện cắt vào là 9V thì chúng ta để ở thang đo 20V. Và điện sau chỉnh lưu là điện DC chỉnh thang đo. Tiếp theo mắt song song với bóng đèn sẽ thấy được là hiệu điện thế của hai đầu tải là khoảng 9,41V. Tiếp theo là thao tác thực hiện để đo dòng. Đầu tiên cô tắt nguồn, cô tắt đồng hồ và chỉnh đồng hồ sang thang đo dòng. Com, dây đen mắc vào com, dây đỏ mắc vào 10A và chỉnh sang cái thang đo là 10A, bật nguồn. Đồng thời ở đây vẫn chỉnh là đo dòng, là đo dòng một chiều. Thực hiện thao tác cấp nối tiếp đồng hồ vào tải như sau. Rút một dây trên đầu tải, mắc vào dương của đồng hồ, dây còn lại là dây màu đen, mắc vào cái chỗ mà chúng ta vừa rút ra, sau đó bật nguồn. Vậy hiển thị trên đồng hồ là dòng đi qua tải của cái mạch chỉnh lưu này nó là 0,16A thì tương đương với 160mA. Vậy tiếp tục thao tác, cô sẽ tắt nguồn và rút dây cắm vô lại chỗ cũ. Tiếp theo là tắt đồng hồ và dọn dẹp thiết bị. Sau khi thực hành xong, như vậy cô đã kết thúc phần hướng dẫn thực hành cho bài chỉnh lưu ti 3 pha có điều khiển.